Chào mừng em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ không giới thiệu bất cứ một sản phẩm nào, cũng không review cho bạn một sản phẩm nào hết. Sắp tới là đến tầm tháng 10 rồi, chúng ta đang ở cuối tháng 9, tháng 10. Thì tầm này dịch tiếp thì cũng đã vãn, thì không biết là anh em có ý định đi chơi ở đâu không. Thì như mình thì mình cũng chuẩn bị đi chơi. Và có một thắc mắc mình được đặt ra là không biết nếu như mình đi chơi thì mình sẽ quay và chụp như thế nào. Mình là một thằng khá là lười mang theo máy ảnh cũng như là mang theo những cái đồ phụ kiện gimbal của máy ảnh đi chơi, bởi vì nó khá là to và cồng kềnh thì nó không có đủ không gian trong cái vali của mình để mình để. Thì mình có một giải pháp rất là hợp lý, đó chính là mình sử dụng điện thoại để làm phim. Thì có một vài anh em đã từng hỏi mình rằng là làm phim trên điện thoại như thế nào cho nó hợp lý. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với em một vài những bí kíp nho nhỏ mà mình tích lũy được trong thời gian mình đi chơi và mình đã làm phim bằng trên điện thoại. Ok, những gì thì chúng ta bắt đầu vào video thôi. Điều đầu tiên thì quay phim bằng điện thoại thì chúng ta cần điện thoại là cái gì chắc chắn rồi. Thì tuy nhiên thì không phải thiết bị nào anh em sử dụng cũng có một cho khả năng quay tốt. Thì mình thì chỉ lưu ý anh em là nếu như anh em sử dụng điện thoại để mà làm phim và để quay chụp nhiều ấy, thì mình khuyên anh em là nên mua những chiếc điện thoại được sản xuất, được ra mắt vào những năm 2018, 2019 và 2020. Thì như mình đang sử dụng hiện tại ở đây thì đó là những chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Anh em có thể tham khảo những cái dòng iPhone cũng được, ví dụ như iPhone X đổ lên thì cũng cho một khả năng quay cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên thì mình thích Android hơn và mình khá là khoái cái việc là Samsung quay rất là tốt, nên là mình chọn sử dụng Samsung để quay. Thì thiết bị thì anh em đã có, tuy nhiên thì anh em sẽ phải nắm chắc được rằng là thiết bị của mình quay được tới đâu, thiết bị của mình đạt được cái hiệu quả cao nhất là khi nào. Anh em phải tìm hiểu kỹ những cái vấn đề này, bởi vì là không phải điện thoại nó không giống như máy ảnh. Thì máy ảnh em có thể là tăng tùy chỉnh ISO, tùy chỉnh các thứ để phù hợp với những cái điều kiện, và máy ảnh thì nó cũng có những cảm biến phục vụ cho cái việc là quay những cái điều kiện khác nhau tốt hơn là so với điện thoại. Điện thoại thì nó vẫn chỉ là cái điện thoại mà thôi, nó không thể nào mà nó phát huy hết tối đa những cái sức mạnh giống như là máy ảnh được. Vậy nên anh em cần phải hiểu được rằng là thiết bị của mình quay được đến như thế nào, quay được bao nhiêu, quay được chất lượng ra sao và cũng như là điều kiện nào thì cho ra hình ảnh tốt nhất. Anh em phải lưu ý điều đấy nhá. Điểm thứ hai anh em cần phải có, mình nghĩ là cần phải có, đó chính là anh em nên sử dụng những cái app bên thứ ba để quay thay vì là sử dụng app mặc định của máy. Và như chiếc máy của mình ở đây thì sử dụng là quay được đến 4K 60fps. Tuy nhiên thì cái 4K này nó hay bị nén, có nghĩa những cái app mặc định của máy nó hay nén xuống để nó giảm bớt cái dung lượng của file ra, để cho cái việc là lưu trữ file trên này nó không bị tốn quá nhiều. Thì cái app mình hay sử dụng ở đây đó chính là app Filmic Pro. Thì nhắc đến cái app này thì có nghĩa có lẽ là anh em đã biết được rằng là cái app này nó làm được đến đâu. Thì ngoài việc là chúng ta có thể chỉnh được cái độ phân giải lên tới là 4K ở cái mức bitrate cao nhất của chiếc máy, thì mình nghĩ là cái chất lượng này nó cũng tương đương so với việc các bạn quay máy ảnh rồi. Thêm nữa là các bạn có thể tùy chỉnh được những cái thông số quay cơ bản, nào là focus, nào là khẩu độ, nào là tốc độ, rồi ISO ấy chứ, các bạn có thể tùy chỉnh ở trên này. Tuy nhiên thì app này mua cũng hơi mặn một tí, nên là nếu như anh em là sử dụng Android ấy, thì mình sẽ để cái link tải phần này ở bên dưới cho anh em, thì anh em đỡ mất một khoản khá. Còn anh em iOS thì mình xin lỗi là mình chưa tìm ra cách nào để cho anh em có thể mua được cả. Sorry nhá. Ok, thiết bị quay chúng ta đã có này, phần mềm chúng ta cũng đã có rồi. Vậy bây giờ điều tiếp theo chúng ta cần phải có nữa, đó chính là những thiết bị hỗ trợ quay. Thì anh em có thể sử dụng như là tripod này, những tripod máy ảnh anh em có thể mua trên Shopee với giá khoảng tầm đâu đó là 200-300 nghìn cũng có. Nhưng mà mình khuyên anh em nên có một thứ bắt buộc phải có trong ba lô nếu như anh em muốn đi quay, đó chính là gimbal điện thoại.
Gimbal thì mình có rất nhiều video giới thiệu anh em rồi, những gimbal giá rẻ cũng có, những gimbal đắt tiền cũng có, và những gimbal phù hợp với mọi nhu cầu cũng có. Thì như mình thì mình khuyên anh em là nên sử dụng những cái chiếc Osmo, bởi vì thứ nhất là app của nó cũng khá là ngon, cũng như là nó có nhiều tính năng hỗ trợ, và cái chất lượng mà gimbal của bên DJI nó mang lại thì mình cảm thấy khá là ok. Ngay thêm tí quảng cáo là nếu như anh em mà muốn mua gimbal thì anh em có thể xuống phần mô tả, mình có để khá link mua hàng ở bên dưới, anh có thể xem nhá. Osmo 3 bây giờ thì giá cũng khá ok rồi, phù hợp cho anh em cái mùa du lịch này, anh có thể tham khảo ở dưới nhá. Vậy là sau chúng ta đã có điện thoại này, chúng ta đã có gimbal này, chúng ta đã có phần mềm này, vậy thì bây giờ các bạn cần chuẩn bị những gì thêm nữa để có thể làm phim được? Thì cái mà các bạn cần phải có nhất đó chính là những cái kiến thức cơ bản về quay, về chụp ở trên điện thoại hay là trên máy ảnh, thì chúng ta đều có những cái kiến thức giống nhau. Thì những cái kiến thức ở đây mình cần lưu ý cho các bạn là những thứ đầu tiên đó chính là các bạn phải biết đến về bố cục ảnh cũng như là bố cục phim. Tiếp theo đó là chúng ta phải nắm rõ được cái việc là thông số máy ảnh, ví dụ như là ISO, khẩu độ, tốc độ, đo sáng, là những cái các bạn cần phải nắm rõ, và cân bằng trắng nữa, các bạn cần phải nắm rõ để mà có thể phục vụ cho cái nhu cầu quay và chụp của mình. Những cái này thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên trang mạng, cũng như là trong những video sắp tới thì mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho anh em những cái mà cần phải lưu ý khi mà chúng ta học những cái thông số này. Và những thứ quan trọng nhất đó chính là góc máy khi chụp và cái cú máy khi chúng ta quay. Thì cú máy thì ở trong những video sau cái series này thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cho anh em những cú máy nào hay dùng nhất, những cú máy nào phù hợp cho hoàn cảnh như thế nào thì mình sẽ giới thiệu ở những video sau. Tuy nhiên đây là những cái kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải nắm, các bạn cần phải chắc chắn là trong tay thì các bạn mới có thể làm phim cũng như là chụp ảnh được, nếu không thì nó sẽ chỉ là một cái mớ bong bóng mà thôi. Và cho dù chúng ta đã có tất cả yếu tố trên nhưng mà thiếu yếu tố này thì các bạn sẽ không thể quay được, đó chính là câu chuyện các bạn muốn kể. Thì chụp ảnh hay là quay phim thì nó cũng chỉ là cái việc là các bạn kể chuyện bằng hình ảnh mà thôi. Tiếng Anh thì trong ngôn ngữ chuyên ngành thì nó gọi là telling story đấy. Anh em có thể tham khảo bằng cái từ khóa này ở trên Google. Đó, thì bây giờ là các bạn khi mà chúng ta đã có một câu chuyện rồi thì các bạn mới có thể biết được rằng là mình phải quay những cái gì ở trong câu chuyện đấy. Các bạn muốn mô tả cái cảnh này thì các bạn phải quay góc như thế nào, cú máy ra sao, cần có những gì trong cái khuôn hình của các bạn. Thì như vậy các bạn mới có thể kể được câu chuyện để cho người ta xem. Thì tuy nhiên cái việc này nó khá là khó, mình nói thẳng luôn là khá là khó đối với những bạn mà mới vào quay cũng như là mới vào chụp. Bởi vì là cái này cần yêu cầu thời gian tập luyện rất là nhiều, cũng như là cần tham khảo rất rất nhiều những người đi trước, cũng như là những cái video mà các bạn được xem trên mạng, thì các bạn phải học, các bạn phải xem và các bạn phải tập luyện rất rất nhiều thì mới có thể là thành thạo cái kỹ năng này. Đây là một kỹ năng rất quan trọng và cũng là một kỹ năng cực khó ở trong phim cũng như là trong hình ảnh. Thì, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta chăm thì chúng ta vẫn có thể làm được mà thôi. Như mình thì mình làm nghề đến 4 năm rồi, tuy nhiên thì để mà thực sự kể một câu chuyện bằng một hình ảnh trau chuốt nhất từ đầu đến cuối thì nó tốn rất rất nhiều thời gian và cũng như là tốn rất nhiều chất xám các bạn. Nhưng mà mình mong là nếu như các bạn muốn có một hình ảnh đẹp, muốn có một video chất lượng cao, một video ấn tượng để đời, thì mình nghĩ là các bạn nên tập luyện cái việc là telling story như này. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn 5 điều các bạn cần lưu ý đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu công cuộc làm phim trên điện thoại hay là những cái công cuộc làm phim trên máy ảnh đó. Thì anh em phải có những cái yếu tố như vậy. Không biết là anh em có ý kiến thắc mắc gì thêm hay là muốn đóng góp gì cho mình, hay mình có thiếu sót gì thì để lại bình luận phía dưới. Mình và các bạn sẽ cùng nhau tranh luận và tham khảo để cho những video sắp tới của mình chia sẻ với các bạn nó được đầy đủ và nó đúng hơn. Còn video mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như một subscribe nhá. Còn cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.